Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả các bạn trường hợp là khi mà chúng ta bị lạnh nhạt, khi mà chúng ta bị người yêu lạnh nhạt, khi bị người yêu hờ hững và chúng ta gọi điện nhắn tin người ta không liên lạc với chúng ta mà mình cứ nhớ người ta ơi là nhớ ấy, nhớ đến phát điên ấy, thì mình sẽ phải làm gì? Mình làm gì để khiến cho người ấy không hờ hững với mình nữa? Ít nhất là sẽ không hờ hững với mình nữa. Khi mà mình nhắn tin gọi điện ấy, thì người ta cũng bắt máy, người ta cũng nói chuyện với mình mà không còn hưng hờ nữa, mà lại lồng nhiệt. Thì đó là những cái đích đến của chúng ta, cái hướng đến của chúng ta. Và chúng ta cần phải làm những điều gì? Điều thứ nhất chúng ta cần làm khi mà người ấy lạnh nhạt, người ấy thờ ơ với bạn, đó là chúng ta hãy dừng liên hệ với người ấy. Chúng ta luôn nghĩ rằng khi mà người đó không liên hệ với chúng ta phải có một cái sợi dây liên kết. Nếu mà cái sợi dây liên kết đó nó đứt gãy thì chúng ta sẽ lo lắng, chúng ta sẽ sợ hãi. Thì điều quan trọng ở đây chúng ta cần phải xóa đi cái lỗ sợ hãi đó. Chúng ta phải vượt lên trên cái lỗ sợ hãi đó. Bởi vì theo một cái bản năng thông thường thì khi mà chúng ta sợ hãi một điều gì, chúng ta lo lắng một điều gì, chúng ta sẽ muốn níu kéo. Khi mà người ta lạnh nhạt, người ta hờ hững với bạn, bạn càng muốn liên hệ với người ta. Bạn sợ người ta sẽ mất người ta. Bạn sợ sẽ người ta sẽ không còn yêu bạn nữa. Và bạn lo lắng nên là bạn cứ liên hệ với người ta. Mà điều quan trọng ở đây là bạn phải vượt lên trên cái nỗi sợ hãi đó. Nếu bạn vượt lên trên nỗi sợ hãi đó thì bạn sẽ chiến thắng. Còn nếu mà cái bản năng thông thường là chúng ta cứ sợ hãi, nó cứ thúc đẩy con người ấy, thì chúng ta nó theo một cái bản năng là chúng ta rất dễ sợ hãi. Còn khi mà chúng ta vượt lên trên nỗi sợ hãi, đó là cái bản lĩnh của chúng ta, không phải ai cũng làm được đâu, bởi vì điều đó rất khó. Có bạn ấy đang vượt lên trên nỗi sợ hãi thì lại sợ, thì lại lo và rất là khó để vượt lên cái nỗi sợ hãi đó. Còn nếu mà sợ hãi thì lại rất là dễ, bởi vì thường thì bản năng thì rất là dễ, còn để có bản lĩnh ấy, thì rất là khó. Khó ở chỗ đấy, khó ở chỗ là chúng ta không thể vượt lên trên được cái nỗi sợ hãi bị người ta bỏ rơi, bị người ta lạnh nhạt, bị người ta không quan tâm. Chúng ta sợ điều đó. Chính vì thế chúng ta cần phải vượt lên trên cái nỗi sợ. Vượt lên trên cái nỗi sợ rồi, bạn sẽ có một cái tâm lý bình tĩnh hơn, thoải mái hơn, tự tin hơn. Bởi vì các bạn biết rằng khi mà bạn liên lạc sẽ không bao giờ có tác dụng. Bởi vì người đó không liên hệ với bạn ấy thì là người ta đã chán rồi. Người ta chán rồi mà bạn cứ bám dai như con đỉa ấy thì người ta sợ cực kỳ luôn ấy. Người ta còn muốn đuổi đi, người ta muốn hất đi ấy. Giống như khi mà bạn yêu một em bé, em bé ấy đó xinh quá, bạn muốn thơm bé cái. Nhưng mà không phải là khi nào em bé cũng cứ dính vào người bạn mà bạn vẫn yêu đâu. Mà bạn cũng phải có cái thời gian để bạn còn làm việc này, có thời gian để bạn đọc sách này, có thời gian bạn đi đâu đó này, sau đấy về nhà lại thấy em bé mình muốn thơm em bé cái, sau đấy lại làm các công việc của mình. Chứ không phải lúc suốt ngày mình thích em bé này, mình thích một cháu bé này rất đáng yêu, mình cứ suốt ngày mình ôm ấp, suốt ngày mình bế được, suốt ngày mình bế mình sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thế nên bạn hãy nghĩ rằng chúng ta hãy như là một cái cô bé hoặc như là một cái em bé nào đó rất là dễ thương. Chúng ta rất dễ thương và chúng ta luôn luôn nghĩ đến điều đó ấy. Và những cái cử chỉ hành động của chúng ta cũng thể hiện là chúng ta rất là dễ thương ấy, thì đàn ông sẽ cảm nhận được. Thế nên là khi mà người ta muốn lạnh nhạt, người ta muốn có một cái khoảng cách ấy, thì bạn hãy dừng liên hệ. Điều thứ hai các bạn cần phải làm khi mà người đó rất là lạnh nhạt, mà bạn rất là lo, bạn rất là nhớ người ấy, thì các bạn cần phải làm đó là các bạn cần phải biết rằng mình có giá trị thì người đó sẽ phải chiến đấu hy sinh vì mình. Còn khi mà mình không có giá trị ấy, thì người ta sẽ vứt bỏ. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta không có giá trị. Mỗi người trên đời đều có một cái giá trị riêng của người ấy. Quan trọng là người đó có thể hiện ra hay không. Cái giá trị chúng ta có thể đem đến đó là tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng khi người đó có những cái việc gì đó xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta lo lắng, người ta sốt sắng lo cho người đó khi người đó gặp một cái chuyện gì đó. Giống như khi mà bạn mua hoa quả, có một cái cửa hàng có hoa quả rất tươi ngon, rất ngọt,
Còn một cái hàng có những cái hoa quả nó cứ kiểu như là để lâu ngày rồi ấy, nó không không có tươi ngon nữa, thì bạn sẽ mua bên nào? Bạn sẽ mua cái bên cửa hàng tươi ngon, cho dù mất nhiều tiền cũng được, nhưng cái hàng hoa quả mà không ngon ấy, nhiều khi cho bạn bạn không thèm. Thế nên là bạn hãy nghĩ rằng mình phải là người có giá trị, người đó mới phải nỗ lực vì mình. Họ phải bỏ tiền ra họ mới mua được cái hoa quả ngon. Còn cái hoa quả không ngon cho họ, họ cũng có thèm đâu, họ có ăn được đâu mà họ lấy làm gì. Chính vì thế các bạn cần phải biết giá trị của mình. Mình có giá trị, mình sẽ trao cho giá trị cho những người mà người ta xứng đáng, chứ không phải là mình trao giá trị bừa bãi. Điều đó chứng tỏ bạn có giá trị. Bạn có giá trị khi bạn là người biết yêu bản thân, bạn là người có cuộc sống riêng của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ một ai, và khi đó bạn chả cần phải líu kéo ai cả. Bạn biết mình có giá trị, mình sẽ không cần phải líu kéo bất kỳ một ai. Điều thứ ba là các bạn cần phải đặt ra những cái mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Đó là khi mà các bạn đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống rồi, thì bạn hãy đặt thêm những cái mục tiêu cao hơn. Bạn hãy dành thời gian để đặt mục tiêu cao hơn và mình hướng phấn đấu để đạt được những cái mục tiêu đó. Và để đạt được mục tiêu đó bạn cũng phải cần nỗ lực. Giống như nếu mà anh ấy muốn có được bạn ấy, anh ấy cũng cần phải nỗ lực như thế. Khi bạn nỗ lực có được một điều gì đó, bạn có được cái thành quả. Khi bạn trồng cây hoa và đến khi mà nó có thành quả là những cái bông hoa rực rỡ, thì đó là những cái phần thưởng dành cho bạn. Phần thưởng đó chắc chắn là sẽ rất ngọt ngào rồi. Chính cái điều đó ấy, chính cái thành quả đấy ấy, thì nó sẽ thể hiện cái nỗ lực của bạn. Bạn nỗ lực trồng, chăm sóc, chăm bón để có thể có được cây hoa đó, chứ không phải là tự dưng bạn có. Nếu tự dưng bạn có ấy, bạn có thể ném đi được. Nhưng khi mà bạn chăm sóc rất vất vả, bạn trồng rất cực nhọc, suốt ngày phải chăm bẵm rồi bón phân rồi, để có được cây hoa đó là cả một quá trình, bạn sẽ biết trân trọng hơn. Và điều thứ tư chúng ta cần làm đó là hãy để cho họ yên, đừng có suốt ngày làm phiền họ. Bạn phải biết rằng khi mà người ta thích bạn thì người ta đã gọi điện cho bạn rồi, còn khi mà người ta không thích, người ta không muốn gọi điện cho, thì hãy để cho người ta yên. Ít nhất thì trong cái thời gian người ta lạnh nhạt này thì mình cũng cứ tập trung vào cuộc sống của mình đi, đừng có bám theo người ta nữa. Bám theo người ta sẽ làm mất giá trị của bạn đấy. Người ta không có phải nỗ lực vì cái giá trị của vì bạn có giá trị nữa. Và cuối cùng các bạn cần phải biết rằng mình luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp, bởi vì mình luôn đến với tình yêu với những cái mục đích tốt. Mình đến với tình yêu, đến với cuộc sống của người ấy không phải là đánh cắp của người ta cái gì cả, không phải là đòi hỏi của người ta một cái gì cả, mà mình đến chỉ là trao yêu thương thôi. Mình đến với tình yêu của người ta, mình đến với cuộc sống của người ta sẽ làm cho cuộc sống của người ta tốt đẹp hơn. Khi chúng ta có những cái ý nghĩ đó thì chúng ta sẽ có tâm thế cao hơn. Người ta lạnh nhạt thì cũng mặc kệ người ta. Người ta không trân trọng những cái giá trị mình trao thì mình sẽ không trao nữa, chứ không phải là mình cứ ép người ta. Không lấy cũng phải lấy, không nhận cũng phải nhận. Mình trao những cái tốt đẹp, nhưng có những người người ta sẽ trân trọng và có những người sẽ không trân trọng. Người ta trân trọng mình mới trao tiếp, còn người ta không trân trọng mình sẽ dừng lại, mình để mình xem xét, mình xem các động thái. Nếu mà người ta trân trọng thì mình trao tiếp, còn người ta không trân trọng mình sẽ dừng lại. Và các bạn cần phải biết rằng trong tình yêu luôn luôn có những thử thách. Trong thời gian lạnh nhạt này cũng là cái thời gian thử thách. Khi bạn có bản lĩnh để vượt qua những cái thử thách thì tình yêu của bạn sẽ lớn hơn và ngày một lớn hơn. Còn khi mà bạn không thể vượt qua những cái thử thách này thì đó cũng là cái thử thách tình yêu của chúng ta. Nếu tình yêu nó không đủ lớn thì nó sẽ không vượt qua cái giai đoạn này. Còn tình yêu đủ lớn thì nó sẽ vượt qua được. Tất nhiên mình nói đến tình yêu của cả hai phía nhá. Nếu tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua giai đoạn này, còn không đủ lớn thì nó sẽ loại bỏ, chúng ta phải chấp nhận thôi. Và chúng ta cần biết rằng mình sẽ xứng đáng với những điều tốt đẹp trong cuộc sống nếu chúng ta có tâm thế của một người luôn đem đến hạnh phúc cho người khác, luôn đem đến những giá trị tốt đẹp cho người khác, thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình khi mà người yêu của bạn lạnh nhạt mà các bạn nhớ người ấy đến phát điên lên, nhưng mà các bạn vẫn phải làm những cái điều này. Bởi vì nếu mà các bạn không làm những cái điều này ấy, thì các bạn sẽ rất là mất hình ảnh, rất là mất giá trị trong mắt người khác. Các bạn ơi, nếu mà các bạn có những cái ý kiến hoặc những cái đóng góp gì cho mình ấy, các bạn cũng có thể vào trang fanpage Thảo Trung và để lại tin nhắn, hoặc là các bạn có thể để lại những cái bình luận phía bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.